Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần thứ ba của chương trình, tức là phần tin Việt Nam và giải trí. Kính thưa quý vị, hai người Trung Cộng bị án 14 năm tù giam vì trộm hơn 1.5 tỷ đồng. Tòa án Đà Nẵng vào hôm 29 tháng 9 tuyên phạt hai người mang quốc tịch Trung Cộng mỗi người 14 năm tù vì tội trộm cắp tài sản, buộc trục xuất ra khỏi Việt Nam sau khi các bị cáo chấp hành xong án tù. Truyền thông nhà nước loan tin vào hôm 30 tháng 9 trích cáo trạng cho biết các bị cáo Ban Quế Bình và Ban Sang Kề đã nhiều lần đến Đà Nẵng chuyên đột nhập, đục phá két sắt tại các cơ quan trộm tổng cộng hơn 1.5 tỷ đồng ở Đà Nẵng và Quảng Nam. Cáo trạng cũng cho biết sau khi gây án, nhóm người Trung Cộng giấu đồ nghề tại hang đá ở đỉnh đèo Hải Vân. Đặc biệt vào tháng 7 và tháng 8 năm 2019, hai người Trung Quốc nói trên nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam, thuê lưu trú tại khách sạn Khuê Mỹ thuộc phường Sơn Trà và thuê xe máy đi khảo sát các địa điểm để trộm cắp. Kính thưa quý vị, tân Thủ tướng Nhật dự định thăm Việt Nam trong chuyến công du đầu tiên. Tân Thủ tướng Nhật Bản, ông Suga Yoshihide, có thể sẽ ghé thăm Việt Nam và Indonesia trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông sau khi nhậm chức. Đài NHK của Nhật đưa tin vào hôm 30 tháng 9. Theo đó, chuyến viếng thăm của Thủ tướng Suga đến Việt Nam và Indonesia có thể được tiến hành vào giữa tháng 10 nếu tình hình dịch COVID-19 ổn định. Hai nước Đông Nam Á này là thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Việt Nam năm nay giữ vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN. Theo NHK, ông Suga muốn gia tăng hợp tác với các quốc gia ASEAN trong bối cảnh mà căng thẳng nặng nề giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng tại khu vực Biển Đông. Ông Suga nhậm chức vào ngày 16 tháng 9 sau khi người tiền nhiệm ông Abe Shinzo từ chức vì lý do sức khỏe. Thủ tướng Abe cũng chọn Việt Nam và Indonesia, quốc gia với đông dân số nhất trong khối ASEAN, làm điểm đến đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông. Việt Nam chào đón Bộ trưởng Ngoại giao Anh Quốc. Sáng ngày 30 tháng 9 tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ông Dominic Raab, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đón tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Anh, ông Phạm Bình Minh hoan nghênh và đánh giá cao về chuyến thăm của Bộ trưởng Dominic Raab, góp phần tăng cường mối quan hệ giữa hai quốc gia. Việt Nam và Anh đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 11 tháng 9 năm 1973. Trong những năm qua, hai bên thường xuyên trao đổi nhiều đoàn cao cấp và Bộ trưởng Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Ông Dominic Raab đã thăm chính thức Việt Nam vào hôm 30 tháng 9, tiếp tục khẳng định là ông mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Nước Anh đứng trong top 20 nước hàng đầu có vốn đầu tư FDI tại Việt Nam. Tính đến tháng 7 năm 2020, Anh Quốc có 396 dự án còn hiệu lực đầu tư vào Việt Nam với tổng số vốn đạt 3.5 tỷ Mỹ Kim, đứng thứ 15 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, Việt Nam thiếu hơn 45.000 giáo viên mầm non. Các địa phương tại Việt Nam hiện nay vẫn còn thiếu hơn 45.000 giáo viên mầm non, dù đã được bổ sung hơn 20.000 giáo viên mầm non vào biên chế trong năm học 2019-2020. Truyền thông nhà nước Cộng sản Việt Nam loan tin vừa nêu vào hôm 30 tháng 9, theo thông tin từ Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non Nguyễn Bá Minh khi phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2019-2020 và khai triển nhiệm vụ năm học 2020-2021. Theo ông Minh, trên toàn lãnh thổ Việt Nam có hơn 15.000 trường mầm non, nhưng có gần 24.000 trường lẻ là nhóm lớp tư thục. Những địa bàn có khu công nghiệp hệ thống trường mầm non chỉ đáp ứng 44,4% nhu cầu. Số còn lại phải gửi vào các nhóm lớp tư thục. Trước hiện trạng này, các địa phương trong năm qua đã tăng cường xét tuyển giáo viên hợp đồng vào biên chế theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Ngoài ra, các địa phương cũng tuyển mới vào thẳng biên chế được 17.605 giáo viên.
Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến đời sống cho biết Zimbabwe nghi ngờ voi chết hàng loạt do tụ huyết trùng. Zimbabwe nghi ngờ một căn bệnh do vi khuẩn gọi là tụ huyết trùng gây ra cái chết gần đây của hơn 30 con voi, nhưng đang tiến hành các xét nghiệm thêm để chắc chắn. Lãnh đạo khu bảo tồn đã cho biết vào hôm thứ Ba 29 tháng 9. Những cái chết của voi bắt đầu từ cuối tháng 8, xảy ra ngay sau khi hàng trăm con voi chết ở nước Botswana láng giềng trong những hoàn cảnh bí ẩn, mà sau đó một số nhà chức trách đã đổ lỗi cho độc tố do một loại vi khuẩn khác tạo ra. Tổng giám đốc cơ quan quản lý động vật hoang dã và công viên Zimbabwe, Fulton Manganya cho biết, cho đến nay đã thống kê được 34 con voi đã chết. Những con voi được phát hiện nằm sắp cho thấy cái chết diễn ra đột ngột. Manganya cho biết sau khi khám nghiệm một số con voi đã chết, cho thấy là gan đã bị viêm và các mẫu vật đã được gửi đến Anh và Nam Phi để xác định loại bệnh. Kính thưa quý vị, một bản tin liên quan đến giải trí cho biết Vin Diesel phát hành đĩa đơn đầu tay. Theo Variety, nam diễn viên Vin Diesel đã giới thiệu đĩa đơn đầu tay của mình mang tên Feel Like I Do tại chương trình của The Kelly Clarkson Show trước khi bài hát chính thức được phát hành trên các nền tảng phát trực tuyến vào hôm 25 tháng 9. Feel Like I Do thuộc thể loại nhạc pop pha trộn EDM. Variety đánh giá ca khúc có nhịp điệu nhẹ nhàng, vừa vặn với chất giọng và khả năng thể hiện của Vin Diesel. Người hâm mộ nam diễn viên cũng tỏ ra hào hứng, tò mò trong lần đầu ra mắt đĩa đơn âm nhạc riêng của anh. Nam diễn viên cho biết anh rất vinh dự khi được ra mắt bài hát trên chương trình của Kelly Clarkson. Nam diễn viên thổ lộ anh rất ngưỡng mộ tài năng và tính cách của cô sau cuộc chiến thắng trong chương trình American Idol vào năm 2002. Kính thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc phần tin thời sự trong ngày của đài CBN trên băng tần 14.5. Bằng Châu xin kính chúc cho tất cả quý khán giả một ngày thật bình yên và thật hạnh phúc. Và kính mong quý vị nhớ đón theo dõi bản tin buổi tối của đài sẽ được phát hình vào lúc 9 giờ tối và 11 giờ tối với một số tin được cập nhật. Xin kính chào tạm biệt quý vị.